Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), 3.263 mẫu xét nghiệm liên quan đến 4 ca dương tính: bệnh nhân 1342, bệnh nhân 1347, bệnh nhân 1348, bệnh nhân 1349 đều âm tính. Thành phố đã kiểm soát được chuỗi ca bệnh này. Đã 5 ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới. Khi thành phố xuất hiện 4 ca nhiễm COVID-19, nhiều người dân lo lắng không biết thành phố có thể kiểm soát được những ca bệnh này không. Ngày 7 tháng 12, đại diện của HCDC khẳng định thành phố đã kiểm soát được chuỗi ca bệnh này. Cụ thể, thành phố đã xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính: bệnh nhân 1342, bệnh nhân 1347, bệnh nhân 1348, bệnh nhân 1349, với tổng số mẫu đã được lấy xét nghiệm 3.263. Tất cả các mẫu xét nghiệm này đã có kết quả. Cụ thể, 861 trường hợp tiếp xúc gần F1, 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 và 1.002 trường hợp lấy mẫu giám sát đều có kết quả âm tính. Cũng theo HCDC, từ mùa dịch đến nay số trường hợp nhiễm COVID-19 tại thành phố được xác định là 142 trường hợp. Từ ngày 2 tháng 12 đến nay, đã 5 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Thành phố cũng giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố, đã lấy mẫu xét nghiệm 10.632 trường hợp, trong đó có 19 trường hợp dương tính. Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao, cách ly người nhập cảnh theo quy định, giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố. HCDC cũng khuyến cáo người dân nên chung sống an toàn với dịch bệnh, thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.